chưa dám sử dụng xăng E5 do lo ngại về chất lượng, chưa hiểu được những lợi ích của xăng sinh học, băn khoăn về sự an toàn của động cơ khi sử dụng xăng E5. Đây là tâm trạng của nhiều người tiêu dùng ở thời điểm bắt đầu áp dụng đại trà xăng sinh học trên cả nước. Xăng E5 là một cái loại mới ra, thế dân người ta cũng chưa hiểu rõ về cái xăng loại xăng E5, cái giá thành của nó thì lại không bằng cái tiền bằng cái giá xăng E2 cho người ta. Dân người ta nghĩ là cái xăng E5 sẽ không tốt bằng xăng E2. Đó là lo ngại của người dân. Tuy nhiên, theo thạc sĩ Đỗ Đức Anh, phụ trách dịch vụ Trung tâm ô tô công nghệ cao, Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ, người đã tiến hành hàng loạt các thí nghiệm, nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của xăng E5 với động cơ, cho biết việc sử dụng nhiên liệu E5 có thể gây ăn mòn các thành phần của máy móc. Trong thành phần của nhiên liệu sinh học E5 thì gồm có là 95% là xăng RON 92 là xăng khoáng và 5% đấy là cồn ethanol. Cồn ethanol này có thể được gọi là cồn nguyên chất bởi vì ở trong đó là chiếm 99,5%. Việc sử dụng nhiên liệu E5 cho các động cơ hoặc là các cái phương tiện mà được sản xuất từ trước năm 1993 sang E5 thì trong đó có một cái thành phần nhỏ là axit thì có thể gây ăn mòn các cái vật liệu như cao su hoặc là nhựa. Cái yếu tố thứ hai mà không nên sử dụng cho các cái phương tiện sản xuất từ năm 1993 trở về trước đấy chính là việc là khi mà chúng ta sử dụng cái cồn sinh học pha vào xăng thì nhiệt lượng cháy tỏa ra rất là cao, dẫn đến cái việc là có thể gây là biến tính các cái vật liệu như là nhựa hoặc là cao su. Nhưng đó chỉ là đối với các loại xe sản xuất trước năm 1993. Còn đối với các xe sản xuất sau năm 1993 thì lại hoàn toàn khác, bởi trong thành phần của xăng E5 có chỉ số chống kích nổ cao. Do vậy, việc sử dụng loại xăng này rất ưu việt và còn giảm được chi phí và bảo vệ môi trường. Cái việc sử dụng xăng E5 này hoàn toàn là không có hại cho xe, cho các cái phương tiện hiện nay, bởi trong thành phần của xăng E5 thì có cái hệ số chống kích nổ rất cao, cái chỉ số RON là của riêng đối với cồn là từ 104 đến 105. Khi mà hòa trộn với cả nhiên liệu xăng A92 thì cái hệ số chống kích nổ này sẽ rơi vào khoảng là 92 cho đến 94, thì đồng nghĩa với cái việc đó là cái việc chống kích nổ cho xe, tức là không cho cái hiện tượng nổ trước khi buji bật tia lửa điện, thì hạn chế các việc là làm giảm công suất động cơ hoặc là mài mòn động cơ hoặc là dẫn đến việc tiêu hao nhiên liệu. Đối với các cái phương tiện sản xuất từ sau năm 1993 thì trình độ khoa học kỹ thuật đã được nâng lên một cái tầm cao mới, thì hoàn toàn là chúng ta có thể yên tâm sử dụng nhiên liệu E5 mà không phải lo lắng đến việc gây cháy nổ. Thậm chí đối với các phương tiện từ sản xuất từ sau năm 1993 thì sử dụng nhiên liệu E5 lại mang lại cho chúng ta rất nhiều những lợi ích. Đối với các lo ngại của người dân về việc sử dụng xăng E5 nếu không vận hành xe trong vòng 3 tháng sẽ gây cháy nổ. Nói về việc này, thạc sĩ Đỗ Đức Anh, phụ trách dịch vụ Trung tâm ô tô công nghệ cao, Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ cho biết, hoàn toàn không có việc gây cháy nổ nếu không sử dụng xe 3 tháng, mà lúc này xăng E5 sẽ bị phân tách và gây hư hỏng một số chi tiết trong động cơ. Xăng E5 để quá thời gian 3 tháng hoàn toàn không gây cháy nổ. Vì mình chúng ta biết là sau thời gian 3 tháng mà các bạn không vận hành phương tiện thì chỉ có thể dẫn đến hiện tượng phân tách do là nhiên liệu ethanol được pha vào trong xăng khoáng. Thì sau 3 tháng chúng ta không sử dụng, chúng ta để ở trạng thái tĩnh, dẫn đến việc là cồn ethanol và xăng của chúng ta bị phân tách, thì dẫn đến hiện tượng là xăng bị biến tính, thì sẽ dẫn đến cái việc là hư hỏng một số các chi tiết của chúng ta có trong động cơ. Hoặc trường hợp thứ hai là với độ ẩm của Việt Nam hiện tại thì xăng khoáng sẽ hấp thụ một cái lượng hơi nước, hơi ẩm có trong không khí, dẫn đến cái việc đóng cặn hơi nước ở trong bình, gây ra hiện tượng rỉ sét bình, chứ hoàn toàn không gây ra cái việc cháy nổ như các bạn nghĩ. Thạc sĩ Đỗ Đức Anh cũng lưu ý, người sử dụng chỉ nên dùng xăng E5 cho các loại xe sử dụng sau năm 1993 để đảm bảo an toàn. Theo những đề tài mà chúng tôi nghiên cứu thì chúng tôi kết quả nghiên cứu đó cho thấy rằng là cái việc sử dụng xăng E5 không gây ra cái hiện tượng bào mòn hoặc là gây hư hỏng các chi tiết. Nhưng chúng tôi vẫn phải lưu ý lại với các bạn một lần nữa, đó chính là việc là nên sử dụng nhiên liệu E5 cho các phương tiện sản xuất từ sau năm 1993. Còn các phương tiện mà sản xuất từ năm 1993 trở về trước thì việc có thể gây hư hỏng cho động cơ là việc có thể xảy ra. Cũng theo các chuyên gia về năng lượng cũng cho biết, hoàn toàn không có vấn đề về kỹ thuật đối với các phương tiện sử dụng xăng E5 vừa sử dụng xăng khoáng truyền thống. Như vậy, những phương tiện đang sử dụng xăng khoáng có thể chuyển đổi ngay sang xăng sinh học. Bộ Công Thương thì cho biết, sau 3 năm thí điểm xăng sinh học tại 7 tỉnh thành, vẫn chưa có trường hợp khiếu kiện nào liên quan tới xăng E5 gây hư hỏng máy móc.